ngày 18 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang truy bắt nhóm đối tượng đâm nam thanh niên tại sân bóng cỏ Nhân Tạo. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Gia B, 20 tuổi, ngụ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đó, qua hình ảnh camera ghi lại cho thấy, vào lúc 19 giờ 16 phút ngày 16 tháng 7, một nhóm thanh niên khoảng 7 người di chuyển trên xe máy đến một sân bóng cỏ Nhân Tạo tại địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành. Sau đó, nhóm này dừng xe, đi bộ vào bên trong nơi có nhiều người đang ngồi xem đá bóng. Lúc này, B đang ngồi ở ghế thì bất ngờ bị một đối tượng cầm dao đâm liên tục vào lưng. B ngã xuống rồi dùng chân đạp vào đối tượng cầm dao. Sau đó, đối tượng cầm dao tiếp tục đứng dậy, lao vào đâm B. Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy thì bị các đối tượng khác cầm dao đâm liên tiếp, dù bị đè xuống đất nhưng B vẫn cố gắng vùng dậy và chạy thoát ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm đối tượng này và nạn nhân đã xảy ra va chạm tại sân bóng. Lý do, nhóm này cho rằng B đã nhìn đều mình. Nhóm đối tượng đang bị truy bắt có hộ khẩu thường trú ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tối 18 tháng 7, công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo khi bị can Trương Thanh Thiên, 21 tuổi, ngụ ở phường 7 thành phố Vị Thanh đã ra đầu thú sau nửa tháng bỏ trốn. Trước đó khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, Thiên cùng vợ là Võ Thiên Kim, 19 tuổi đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường 4 để gặp em L, 19 tuổi giải quyết mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Kim nghi ngờ L và chồng mình có quan hệ tình cảm. Cả ba gặp nhau nói chuyện qua lại một lúc thì Thiên và Kim dùng tay nắm bảo hiểm đánh nhiều lần vào mặt và đầu của L gây thương tích. Hành vi của Thiên và Kim được quay clip rồi lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận. Kết luận giám định tỷ lệ thương tích của chị L là 6%, nhưng xét hành vi của hai đối tượng có tính chất côn đồ và dùng hung khí nguy hiểm nên cần phải nghiêm trị. Do đó, cơ quan đã điều tra công an thành phố Vị Thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tại cơ quan điều tra, Kim khai nhận toàn bộ hành vi tội phạm của mình. Do Kim đang mang thai nên được tại ngoại, còn đối tượng Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị truy bắt. Tối 18 tháng 7, thông tin từ phòng tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được Lâm Thượng, sinh năm 1903, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và Võ Văn Đặng, sinh năm 1903, ngụ ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Hai đối tượng đã gây ra vụ cướp trên quốc lộ N2 vào khuya ngày 15 tháng 7 vừa qua. Bước đầu, Thượng và Đặng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, lực lượng công an đã thu giữ một chiếc điện thoại di động, một khẩu súng nhựa, một xe máy là phương tiện hai đối tượng dùng để gây án và một chiếc vòng đeo cổ của bị hại. Trước đó vào khuya ngày 15 tháng 7, trên tuyến quốc lộ N2 đoạn thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, chị T sinh năm 1994 chạy xe máy một mình theo hướng từ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An về huyện Tháp 10 thì bị hai đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên ép xe khiến chị T té ngã. Sau đó đối tượng dùng vật giống súng đe dọa và cướp lấy tài sản của chị T, bao gồm một điện thoại di động, một vòng cổ, một thẻ ngân hàng và 1 triệu đồng. Sau khi gây ra vụ cướp, hai đối tượng lên xe tẩu thoát và hướng về huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Tháp 10 đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an tỉnh Long An triển khai biện pháp truy bắt đối tượng gây án. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 7, Thượng và Đặng đã bị bắt khi cả hai vẫn đang lẩn trốn tại hai nhà trọ trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.